Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets, chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Jin và Kim Thư Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. Happy Too Easy, chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng, sản xuất tại Mỹ, 714-897-6100 và 714-487-7889. Nature Medic Fucodan, độc quyền kết hợp với AHCC, góp phần tăng cao hiệu quả khi sử dụng. TNT Cabot Tile Cabinet, chuyên cung cấp vật liệu xây dựng nội thất với giá cả thấp nhất, chất lượng nhất, 714-894-1177. Cảm ơn quý vị đang theo dõi phần cuối cùng của chương trình. Và thưa quý vị, vào tối ngày hôm qua đó thì ở tại phía Arizona đã công bố kết quả cho cái cuộc đua sát sao giữa ứng viên bà Carrie Lake, là cái người cựu phóng viên truyền hình mà quý vị cũng nhớ là một cái ứng viên vô cùng gây tranh cãi và cũng được chú ý nhất ở tại Arizona. Bởi vì thứ nhất bà này đó là bà được ông Trump endorse, và thứ hai nữa là khi mà ra tranh cử đó thì tất cả những cái tuyên bố của bà đều xoay quanh cái vấn đề đó, là bà nghĩ là hệ thống bầu cử không riêng gì ở tiểu bang Arizona mà ở cả Hoa Kỳ đã có gian lận, cho nên là bà là một nhân vật gây tranh cãi. Thì hôm thứ ba đó là ở Arizona có cái cuộc bầu cử sớm, thế nhưng lúc đó đó là cái số phiếu giữa bà với lại đối thủ là bà Karen Robson, người được cựu tổng thống Mike Pence endorse đó, thì cái số phiếu nó cách biệt không có nhiều, chỉ có 12.000 phiếu thôi. Mà lúc ban đầu, những ngày đầu tiên đó, thì cái số lượng mail in ballots gửi về đó thì cho thấy là họ bầu cho bà Robson. Nhưng mà từ từ tất cả khi mà những cái phòng phiếu đóng đó và cái kết quả gửi về thì bắt đầu mới thấy là bà Lake, bà Carrie Lake này, cái bà đang dẫn áp đảo. Và cuối cùng khuya ngày hôm qua, những cái phiếu cuối cùng được kiểm thì mới thấy là bà chính thức đã chiến thắng. Thì bà sẽ đại diện cho phía đảng Cộng Hòa ra ứng cử cho cái ghế thống đốc của tiểu bang Arizona. Và bây giờ cộng thêm bà Carrie Lake này nữa, là quý vị cũng nhớ một nhân vật khác cũng được ông Trump endorse ở Arizona, là ông Mark Fincham. Ông này là ứng viên cho cái chức Secretary of State, thì ông cũng chiến thắng và đại diện cho phía đảng Cộng Hòa. Và thì hai nhân vật này đó là giờ hiện nay được xem như là giống như là đàn em của ông Trump vậy đó, đều tiến vào cái cuộc bầu cử giữa kỳ tháng 11 này. Và bây giờ đó, cái tình hình chung là các nhà quan sát họ nhận định nếu như mà sau tháng 11 cả bà Lake với ông Fincham mà đều thắng hết thì sẽ thấy là Arizona là một cái chiến trường quan trọng và cũng là nơi mà ông Trump từng chiến thắng. Và nếu như mà thật sự ông tuyên bố ông ra tranh cử ở năm 2024 đó, quý vị cũng thấy là rõ ràng cái tiểu bang này, cái sức ảnh hưởng của ông Trump vẫn còn vô cùng lớn, và ông vẫn là một nhân vật đầy quyền lực. Và những cái tuyên bố, những cái quan điểm của ông để lại, bây giờ những cái người mà giống như đàn em đó họ thừa hưởng, thì cử tri vẫn tiếp tục tin. Và đặc biệt như quý vị thấy là ở Arizona trong tuần vừa qua đó, cái số mà mail in ballot là bầu cho những người mà đi ngược lại với quan điểm của ông Trump, thì cử tri họ tin là mail in ballot là một cái phương thức để mà gian lận, như quý vị thấy, cho nên là họ tràn vào phòng phiếu, họ tự đi bỏ phiếu, cho nên mới thấy là cái chuyện mà ông Trump ổng gây ra cái mồi nhen nhúm là cái hệ thống bầu cử Hoa Kỳ bị gian lận nó rất là nguy hiểm. Bây giờ vẫn còn rất nhiều người vẫn đang tin tưởng, thưa quý vị. Trong khi đó thì nhắc lại với quý vị là ngay tại miền Nam California này đó, vào ngày chủ nhật này nhá, ngày 7 tháng 8, sẽ có một chương trình đại nhạc hội lần thứ 15. Cảm ơn anh, đó là để ủng hộ cho tất cả những gọi là gì nhỉ? Thương phê bình Việt Nam Cộng Hòa. Đó. Thì theo như lời của ban tổ chức cho biết á, thì mọi năm thì làm ở ngoài trời nhưng mà nó tốn kém nhiều, cũng như là nó có nhiều cái nó bất tiện, cho nên năm nay được tổ chức ở trong nhà quý vị nha. Cho nên các quý vị cao niên vẫn có thể ngồi coi thoải mái chương trình văn nghệ đối với sự góp mặt của nhiều ca nghệ sĩ trong đó. Và cái địa chỉ thì là 7722 đường Garden Grove, đó là cái địa điểm có tên là Quốc Dương Studio, nơi mà như là Vũ sư Quốc Dương tổ chức dạy Nhạc Hưu Vũ gì đó.
đối diện với lại Trung tâm Y tế Nhân Hòa. Và Trung tâm Y tế Nhân Hòa thì cũng cho nói rằng là quý vị mà cần chỗ đậu xe thì cũng có thể mượn chỗ đậu xe bên đó để mà được đậu xe. Và bên phía của Quốc Dương Studio cũng có nhiều chỗ đậu xe, cho nên cái vấn đề đó sẽ được làm cho quý vị không gặp khó khăn. Đồng thời ở trong nhà thì nó cũng tốt hơn là ngoài trời, tại vì nó cũng có mái, nó che mưa che nắng nếu có những trường hợp mưa xảy ra. Cho nên chương trình Đại Nhạc Hội Cảm Ơn Anh kỳ thứ 15 được tổ chức từ 10 giờ sáng cho tới 5 giờ chiều, 10 giờ sáng tới 5 giờ chiều tại Quốc Dương Studio 7722 Garden Grove Boulevard, thành phố Garden Grove. Thì nó nằm ở góc đường Garden Grove với đường Beach, tôi nhớ là như vậy, đằng sau lưng một cái motel nhỏ ở ngay đó, một cái motel. Thì quý vị có thể lên Google để tìm kiếm cái địa chỉ. Sẽ có sự xuất hiện của nhiều ca nghệ sĩ, cho nên quý vị có thể tới coi nguyên ngày. Không biết về vấn đề ẩm thực, nếu mà ngồi qua nguyên ngày như vậy đó thì nó như thế nào, tôi không có nắm rõ về cái cuộc họp của ban tổ chức của Đại Nhạc Hội Cảm Ơn Anh này. Theo như là bà Nguyễn Thanh Thủy là trưởng ban, là hội trưởng hội HO cũng như là trưởng ban tổ chức cho biết đó, thì sẽ lo lắng tất cả những cái vấn đề mà về khi mà đi coi ca nhạc như vậy để ủng hộ cho các thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa. Cho nên quý vị nhớ là đó là ngày Chủ nhật. Còn riêng quý vị nào mà có cái ý định để mà đi hành hương, đi Missouri hành hương ngày Thánh Mẫu của năm 2022 thì đã bắt đầu tổ chức rồi từ ngày 4 tới ngày 7 tháng 8 năm 2022 tại Missouri. Hồi tôi đọc lại cái tiểu sử một tí xíu đó Thảo Yên, tôi thấy là năm nay là năm thứ 43 tổ chức Đại hội Thánh Mẫu. Oh, wow. Vinh danh trái tim vô nhiễm nguyên tội của Đức Mẹ Maria. Lần thứ này đó là lần thứ 43. Họ bắt đầu vào những năm 1978, thưa quý vị. Đó, cho nên, wow, 43 năm tổ chức. Mà theo như cảnh sát địa phương cho biết thì không có năm nào xảy ra những cái sự cố gì hết trong cái chương trình của Đại hội Thánh Mẫu cả. Những cái người mà thuộc băng đảng này kia đó thì không được phép tham dự. Rồi trong đó thì mọi người là rất là hiền. Khi mà tham dự thì không có những cái sự cố lớn nào xảy ra. Cho nên đó cũng là một cái niềm vui, cộng đồng Công giáo có cái ngày lễ Đại hội Thánh Mẫu Missouri hàng năm. Ở California mình thì hồi hình như là đầu tháng 7 đó vừa rồi đó, thì lần đầu tiên tổ chức Đại hội Thánh Mẫu ở California tại nhà thờ kiến ở Garden Grove đây, thì cũng có rất là nhiều người tới tham dự. Hy vọng rằng là quý vị sẽ theo dõi trên màn hình của Little Sài Gòn TV để coi là Đại hội Thánh Mẫu ở Missouri diễn tiến như thế nào. Và đồng thời thì cái chương trình Đại Nhạc Hội Cảm Ơn Anh kỳ thứ 15 ngày Chủ nhật này cũng sẽ như là cũng có được chiếu ở trên Little Sài Gòn TV nữa. Cho nên mời quý vị vẫn tiếp tục theo dõi. Vâng, thưa quý vị, quay trở lại với phần tin tức thì sáng ngày hôm nay, công ty Amazon tuyên bố là họ đã chính thức đưa cái hợp đồng cho một cái công ty gọi là iRobot và muốn mua lại công ty iRobot này. iRobot có cái sản phẩm mà nổi tiếng, quý vị thấy chuyên bán trên Amazon, cái họ gọi là cái Roomba Vacuum, là máy hút bụi. Đúng rồi, cái người Việt chúng ta gọi là cái con robot hút bụi đó, như quý vị thấy. Dạ vâng. Thì Amazon tuyên bố họ sẽ mua lại với cái giá 1.7 tỷ, tương đương với 61 đồng một share, tất cả trả bằng tiền mặt, và cộng luôn cái số nợ mà iRobot đang có là 275 triệu. Thì cái proposal mà phía Amazon đưa ra đó là cái ông CEO cũng như là founder Colin Angle, ổng sau nếu mà sau khi đồng ý đó bị thu mua rồi, nhưng mà ổng vẫn giữ lại cái vị trí của mình và vẫn tiếp tục điều hành cái công ty. Thì cái việc mà Amazon tuyên bố thu mua nó đưa ra trong lúc mà cái kết quả về tam cá nguyệt tiền lời trong năm nay của iRobot đưa ra đó là tiền lời của họ bị giảm đến 30% khi mà nhu cầu mua cái con robot hút bụi này đó của khách hàng nó giảm xuống. Và thứ hai nữa là iRobot trước đó tuyên bố cắt giảm đến 10% số lượng nhân viên, thì có thể là đang làm ăn không có tốt, thì Amazon quyết định mua lại luôn. Cảm ơn quý vị theo dõi trong suốt một tiếng đồng hồ vừa qua. Hy vọng là ngày thứ hai quý vị sẽ thấy những khuôn mặt quen thuộc trở lại với chương trình Thời sự Thế Giới, Cà Phê Sáng, cũng như là mình có cái chương trình mới vào buổi chiều nữa. Tin nổi bật. Tin nổi bật nữa. Và quý vị nhớ theo dõi. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Hẹn gặp quý vị vào chương trình thường lệ. Và chúc quý vị có một cuối tuần thật nhiều an bình và vui vẻ.